Hôm nay bộ Đại Phú xin giới thiệu một cái mẫu thùng lo hiện đại nhất hiện nay ha. Mẫu thùng lo gọi là hệ thống lo 2.1. Đây, đây là khóa trung tâm. Bát xúc đôi ha, một bát xúc đôi. Bốn tấc ha, hai bát xúc đôi bốn tấc. Được chưa? Đây là hai khóa vệ tinh. Trên. Thì đối với hệ thống lo này mình thiết kế là rất đặc biệt ha. Nó có nhiều cách sắp xếp. Đây là cách sắp xếp. Cách sắp xếp đây là gọi là chống đỡ, dùng thùng chống đỡ. Dùng cho khoảng không gian rộng lớn bên ngoài trời ha. Rồi, cái sắp xếp thứ hai nữa là dùng trong nhà. Dùng trong nhà thì mình đợi đặt cái khối vệ tinh này xuống cái trống này, cái trống này, cái khối này, cái trống này. Thì đây gọi là hệ thống lo 2.1, khối trung tâm hay khối vệ tinh. Rằng dạng nữa là mình nếu muốn gọn ha thì mình có thể là đưa hai khối trung tâm này xuống. Đây, vệ tinh trắng, trống thì rất cứng cáp ở ngoài trời luôn, không sợ lúc lắc. Đây là điều đặc biệt nè. Nó chống được nhưng mà ra ngoài gió thì có chịu nổi không? Đây, xoay đủ hướng. Xoay đủ hướng. Ví dụ mình ở cái mặt ở đâu thì mình chỉ việc xoay thôi. Đó, không cần xoay thùng lo ha, xoay trên. Chưa? Đó điều quan trọng, chắc chắn hay không? Ra gió chịu nổi không? Được chưa? Rồi, còn dạng nữa là mình nếu muốn gọn ha. Không gian ít rộng hơn thì mình có thể cài hai cái khối này xuống. Hai khối này được cài rất là chắc chắn ha. Đây. Rồi. Để vô nẹp lại hai bên, nẹp lại hai bên. Rồi, nếu mình sắp xếp khi mà vận chuyển á thì mình đặt cái khối này xuống đây. Đặt cái khối này xuống đây. Rồi mình ra hình vuông, mình bỏ vô thùng hộp, có thùng hộp đầy đủ đàng hoàng hết. Được chưa? Rồi, thì mình giới thiệu sơ về những cái hệ thống lo hiện đại nhất hiện nay là nó có những chức năng hiện đại như sau: là sử dụng cùng lúc 4 cây micro. K revert eco chuyên nghiệp luôn. Điều đặc biệt là có chống hú. Đối với cái hệ thống loa này nó có điều đặc biệt nữa là phát được sóng ra kim trực tiếp luôn thôi. Đây, nói trực tiếp trên cái mainboard chính của cái thùng này đây ha. Khó phát trực tiếp livestream này ha. Đây, khó phát trực tiếp livestream này. Đây là cái phần Bluetooth đời mới nhất, Bluetooth 6.0. Và có nhiều cái ứng dụng hay lắm ha, ứng dụng hay. Rồi, đây là cái tầng chỉnh chính của cái đây, Revert Delay Echo. Revert đây là Revert chuyên nghiệp, sử dụng chip lập trình riêng biệt ha. Rồi, điều đặc biệt là có chống hú, lo kéo mà chống hú là ca hay luôn ha, ca gần gần bên, ca không sợ hú luôn ha. Đây. Rồi, tiếp theo qua phần chỉnh là cây laser 53 thì cho phép mình chỉnh sắc nét từng các giới tầng luôn ha. Đối với cái phần mà bass mình đẩy lên căng luôn như là ẩm sức luôn, tần số nó kéo thấp xuống luôn ha. Chút xíu mình sẽ test cho các anh em xem. Rồi, điều đặc biệt đó thùng loa này là sử dụng cùng lúc 4 cây micro. Ok chưa? Đây, 4 cây micro. Thì mình sẽ quay tổng quan về cái thùng loa này. Thùng loa này. Đó, đây là chính hãng thương hiệu Đại Phúc. 4 tay nắm. Ha, 4 tay nắm. Nắm sau, nắm trước ha. Rồi, chắc chắn chưa? Nhìn đẹp chưa? Rồi, đây là phần chứa bình, ắc quy. Bình nó là sử dụng bình 30 ampere giờ ha. Cứng cáp luôn, chắc chắn luôn ha. Đây ở sau này có một cái quay nấm nè, tay nấm nè, cứng cáp luôn. Đây hai dây nè, lên. Rồi, phụ kiện kèm theo đối với cái sản phẩm này á thì mình sẽ kèm theo đầy đủ hai cây anten cho phần micro, một cây anten cho Bluetooth, một cái dây nguồn để cắm sạc điện 220. Cơ ha, đây là trạng thái mình đang test bình. Trạng thái mình đang test bình. Rồi, đối với cái hệ thống lo này mình sử dụng bình ắc quy chơi ngoài trời hoặc là sử dụng điện khi mà ở chơi ở nhà. Chạy song song ha. Ok. Thì bây giờ mình sẽ bật Bluetooth lên, tiến hành test một vài nhạc ha. Coi thử âm thanh nó có sắc nét. Thì mình nói hay không ha. Đây.